với hẹo chút nữa thì nó ngon, không có hẹo thì cũng được. Cái này làm thì nấu canh hả? Nấu canh cá thôi đó, cá lóc cá rô rồi nó chua chua vậy đó. Nước có gạo với muối đơn giản, món ngon nhà làm. Cái này gọi là gì má? Bầu muối chua. Bầu muối chua kiểu này là kiểu miền Trung ha? Ừ. Kiểu quê của má phải không, quê hương của má phải không, Quảng Bình phải không? Nước gạo. Nước có gạo. Vậy ít muối phải không? Ừ. Bao nhiêu lâu thì mình mới được ăn? 3-4 ngày. 3-4 ngày sau là chúng ta có ăn. Mình nấu canh chua rồi mình kho cá được không má? Kho được, kho cá được, nấu canh cá được. Chén kia nhỏ hơn nha. Chén này cũng hơn nha. Không khỏi đi cũng được. Lấy cái gì? Không phải. Lấy bọc nước được. Lấy cái gì để chăn vô đó. Dành xuống. Đưa dây phun đây. Để nó chắc vào. Dành xuống cho nó đè xuống cho nó vang. Đơn giản nha. Nhưng mà bầu này mình phải chọn trái bầu già đúng không? Hay là trái bầu... Già non gì cũng già non được. Được hết. Kết thúc xong rồi. Mình có phải phơi nắng không hay để trong nhà được rồi? Đẹp chưa? Con tên là Su Chin. Con tên là Su Chin phải không? Hả? À? Su Chin ơi. Su Chin ơi. Su Chin ơi. Hôm nay không có cảm xúc gì hết à hả? Ê, Su Chin ơi. Su Chin. Su Chin ơi. Không có cảm xúc gì rồi. Ôi, bấm môi bấm trọn kìa. Bye bye. Bye bye Su Chin nha. Chữ bằng cái tô. Không bị gần chắc. Rồi cũng chính xác. Ok. Tới gì? Rồi. Bờ ê đê sắc bế. Rồi với tiếp. Rồi bờ ê đê sắc bế. Ủa tao bảo tập 7 rồi. Vậy thôi bế bé chứ bế cá gì. Đúng là tao bảo tập 7 rồi. Ủa cái này là cô gửi hả chị? Cô gửi con ơi. Cô gửi hả? Ừ. Rồi con học thấy vui không? Ừ. Vui hả? Nói đàng hoàng. Rồi, vui phải không? Bé bé chứ mà là bé cá, rồi mẹ viết sai rồi, mẹ đọc sai rồi. Mẹ hại con rồi. Mẹ hại con rồi. Rồi bé bé, bờ e be sắc bé, cao cái đầu lên. Ừ. Bờ. Ừ, bầu tròn lại, ừ, e. E. Sắc bé, bé bé đúng sắc. Chính xác. Rồi kia chữ bé nữa. Rồi phát còn nữa. Bé bé rồi. Rồi dưới viết nè. Bờ a ba quần bà. Bờ. A ba quần bà. A. Đúng hai ô ly nha, cái quyền.
bà b e b tắc bế bà e sắc sắc bế b e b sắc bé chữ bà nữa bà b a b bà chữ nào giống tiếng Đông Lạnh không? Bà bế ơi à, đúng rồi đúng chính xác rồi tới chữ bé bờ tây bên e bê thắt bé rồi e bê thắt bé rồi chữ bờ chứ không rồi e ơi bờ a ba bờ a ba quyền bà bờ áp bao bờ ep bờ ep sắc bé bờ ep sắc bé cò ak sắc cá bờ ep sắc bé đúng rồi cò ak sắc cá bờ ep sắc bé bờ ep quỳ bè bờ a đất cá đúng rồi bờ Chào bà con, em tên là Hồ Thị Ngọc Điều. Hiện tại em ở ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, An Minh, Kiên Giang. Em nằm trong khu phong tỏa. Thật sự thì trong 5 ngày, khu của em là bị phong tỏa. Nói chung là thật sự rất là khó khăn và bất tiện vì không được ra ngoài, nhất là khi những thiết yếu trong gia đình sinh hoạt hàng ngày của mình. Và đồng thời bên cạnh đó thì cũng được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ người dân mua hàng. Thì những cái khó khăn đó thì cũng dần ổn định lên.
Và bên cạnh đó thì người dân trong khu phong tỏa cũng kịp thời nhận được những phần quà hỗ trợ từ những nhà hảo tâm của huyện. Đến bà con trong khu phong tỏa thì rất nhanh, rất kịp thời. Và em thay mặt những hộ dân trong khu phong tỏa thành phố gửi lời cảm ơn nhiệt tình nhất đến bà con huyện và những nhà hảo tâm đã gửi những phần quà đến cho khu phong tỏa chúng em. Bắp này trồng bao lâu rồi mà được 3 trái? 3 trái luôn nha bà con, một cây bắp. Trời ơi trời, xuất sắc. Trời trời, cái vườn dưa gan dưa lưới mà không ăn sao đâu vậy luôn hả? Cái này cây sa kê phải không? Cây sung mỹ. Cây sung mỹ. Một cái ổi. Coi như là thau này là thau này. Thau này bao nhiêu năm rồi? Thau này bao nhiêu năm rồi mà đem ra trồng rau đi trời. Cà phê biết đâu rồi đó. Trời ơi, thau này chắc mười mấy năm rồi đó. Nhờ giãn cách mà trước sân nhà bây giờ là rau vườn rau. Từng con đây mà sao nước nó sập sập ta, ngon nhẹ dễ dãy các bạn khỏe đang thì bốn chục đô cái đó mà rớt mà cho anh ta chịu heo nghe ngửi chứ ta không có phải đâu, chúng ta biết chuyện đâu. Cũng là dân mua bán người ta biết những căn nhà nó vừa chị căn chị thịt đói cái nâu có chút đỏ ngon nhiều lắm nha quý vị ơi, mấy tấn rồi. Chơi không? Cá này mà chơi nữa. 40 con mới lớn. Cái này là tôi lựa ra sai quá, 4 con tôi bán 7 mấy rồi. Vậy thôi chứ cá đói vuông này nó khác như cái đói biển tan mà còn cái đói biển anh nói nó trong gieo cái thịt tôi nhớ cái đợt nào cá màu đúng nhất nắp chết. Chứ có nâu thiệt. Cá biển con bán cái này, cá biển gì ăn bán đâu vậy?
giờ nó điện con nữa kìa, con nói đem đi nhà giùm đi, nó để nó muối đợi đó đó mà. Chứ nó giờ không biết làm sao. Chắc bà Thu có vẻ cổ. Bà Thu có vẻ cổ.